Shop nhao.vn Acli Quân giá rẻ chất lượng uy tín tự động, đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi, uy tín chất lượng giao dịch hoàn toàn tự động chỉ có tại shopbanhao.vn. shopbanhao.vn. Ok, chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng Rocker. Bạn S5 bạn đã chửi cái gì đây? Leo rank mà gặp cái thể loại như ui giời ơi. Sao mà chửi nhau om sòm vậy? Căng thẳng quá. Hôm nay mình sẽ chơi về vị tướng AD xạ thủ sắp cơ cho tất cả các bạn cùng xem nha. Đây là một cái con tướng có thể xạ thủ khá là mạnh mẽ ở cái phiên bản hiện tại. Tại vì cái khi mà cập nhật phiên bản mới, cái nội tại của vị tướng Rocker nó sẽ hiện lên trên cái kiểu giống như là cái trận đấu ấy, nó có hiện một cái vòng tròn, nó giống như cái chiêu 1 của vị tướng Violet ấy. Đấy. Nhưng mà còn trước đây là không có các bạn ạ. Nhưng mà bây giờ nó hiện lên rồi. Thứ nhất là để cho đối thủ của mình ấy nó nhìn thấy là ồ, Rocker đang có nội tại đúng không? Đứng xa nó ra một chút đấy. Cứ đứng xa tí xa xa ra. Đấy, mình khỏi phải bắn luôn. Mình cứ đẩy thẳng cái trụ mình thắng là được rồi. Chứ cần gì mà phải ăn mạng đúng không? Quá là đúng luôn đấy chứ nhỉ. Bây giờ thì mình sẽ kết hợp với cả vị tướng Alice các bạn ạ. Alice hôm nay team mình hôm nay trực chơi vị tướng Paine này. Kinh thế nhỉ. Rồi, dân chơi là không sợ mưa rơi, chiến binh vinh dự là đầy dây đầy sân luôn nhá. Nhiều quá, team mình toàn chiến binh vinh dự thôi các bạn ạ. Không có thành phần nào gọi là có ý định gọi là đào tẩu phát game đồ ha. Không support rồi giúp vào L tao đánh. Ủa, sao bạn admin bạn chat một cái câu gọi là kinh vậy? Trời ơi là trời. Ủa rồi, tên của vị tướng gọi là Alice kìa. XXX. Chứ còn cái gì để mà nói nữa. Không biết là bạn là trai hay là gái mà bạn đã có thể chat những cái câu có thể nói là kích thích người xem. Ôi giời ơi, kích thích này. Ủa rồi ơi, nó vào nó cướp bùa thế này. Nó còn lôi thêm cả con rừng thêm bạn qua này thì em chịu. Thật sự luôn ấy. Không thể nào mà đỡ được rồi. Nó kéo bốn đứa qua các bạn ạ. Mid gọi là AD support, nó còn lôi thêm cái thanh niên gọi là Krina đi dừng vào nữa thì thôi rồi, thôi rồi, ta đã xa nhau. Vậy là mất tiêu còn bùa đỏ rồi. Mất bùa đỏ rồi, qua cướp vào bùa đỏ các bạn đi. Bạn ơi, Alice với cả gọi là ra cho mình đánh rất là khôn các bạn ạ. Nó mất bùa đỏ cái nó chạy qua nó cướp rừng các bạn để dành cho vị tướng Triệu Vân luôn. Nhưng mà Triệu Vân các mình nó lại không nghe cơ. Bạn lại kỳ lắm. Ui giời, ui giời, ui giời, ui giời. Bạn đấy Triệu Vân các mình lại không thích ăn bùa đỏ cơ các bạn ạ. Bạn đi qua ăn bùa bên này hai con nhỏ đấy kia xong qua đây mà cướp trời. Ôi ôi, dễ nhân cháo đấy kia mà không chịu ăn. Bỏ tay Triệu Vân luôn. Mình với cả vị tướng Salimusin đang gọi là hú hí một tí. Hello, hello baby này, vô, chơi không? Bây giờ chơi không? Bây giờ mình chơi với nhau trong sáng này nha, khoan nhau trong tối đi cho nó máu lửa này. Cái chiêu một của vị tướng Rocker ấy, nó lợi hại lắm các bạn. Thứ nhất là nó xa này. Cái thứ hai là đam nó to vãi cả lều ra. Tuy nó không to bằng vị tướng Elsu nhưng mà nó cũng tương đối là bá đạo. Úi giời ơi, tại vì nó có thể xuyên qua tới hai người các bạn ạ. Nó có thể Triệu Vân táng nó. Úi giời, không táng được à? Không táng được nó à? Mình cố tình để cho Sly nó phong trung đấy các bạn. Tại vì mình thấy Triệu Vân đang núp trong bụi rồi. Nó táng một cái vào đầu thì có mà tôi xong teo con cua luôn vị tướng gọi là Salimusin ngay chứ, đúng không? Mà tiếc quá, bạn ấy Salim nó xài cho hai nó nhảy mất tiêu các bạn ạ. Ô, phóng mát tầm thì sao ta? Ghê nhờ, kinh thế nhờ. Đâu rồi? Ô, một cú phóng này thì xạo này, chơi nó anh ơi. Chơi nó. Này, bay vào đây mà kiếm chuối này. Ôi giời ơi. Bước vào hết đây nhá. Ngu lờ hả? Sao vậy? Chơi mà sao chửi căng vậy? Bình tĩnh thôi. Làm cái gì đâu mà phải căng đúng không? Qua cướp bùa xanh nó. Mày xảo cho một cái ulti vào mặt này láo nháo này. Gần chết rồi các bạn. Tèo nó tới, Alice ơi, bạn chạy yêu đây. Ui, bạn chạy băng qua rừng, băng qua núi, băng qua gọi là hai thành viên của team bạn giống như chỗ không người vậy à. Máu nha. Alice team mình máu chiến thế các bạn ạ. Quá là máu chiến luôn. Ui giời ơi. Ui giời, inset về. Ui giời, inset về, không inset bạn. Ui giời. Chạy đi. Chuẩn bị hái xem tới đây. Thoắn. Ui giời. Ô, ăn được mạng luôn kìa các bạn. Ô, đẳng cấp không? Ôi giời.
nó còn gọi là quá là đỉnh cao luôn đấy chứ. Mấy bạn nghĩ rằng mình không biết chơi soccer á? Hơi bị nhầm đấy. Hãy xem đây, thoán. Oh, hai kiều. Một có những cái cú bắn gọi là chiu, khoán phoán đồ. Chết ngoéo con cua luôn các bạn ạ. Kinh thế cái chứ nhờ. Oh, không phải tin được mình lại có thể bắn những cái pha gọi là quá trí và đẹp đẽ sạch sẽ đến như vậy được luôn đấy các bạn. Hay không, khoái liền. Ui giời, mới vào thôi nó làm hai cái pha gọi là xanh sao. Các bạn có thể cho mình một like ở những cái pha xử lý vừa rồi được không? Với những cái cú bắn mà các bạn không thể né được, bắn là chỉ có dính. Ví dụ trong trường hợp này chẳng hạn này thì láo nháo này. Chơi không? Mày xảo này, hết mana mới đâu các bạn ạ. Thôi xong rồi, như vậy là vị tướng Triệu Vân cũng rớt đài luôn rồi. Cái định mệnh không có mana các bạn ơi. Ê. Oh, bật nhầy. Em sai quá. Em đi về nhá. Hết mana các bạn ạ. Định mệnh có mana, các bạn chết với mình rồi đấy. Giữ sự giúp em cái anh ra đẹp trai rồi. Rồi xong ra teo con cua luôn. Ư nè. Vẫn sống à? Hay nhờ. Thế mà vẫn sống ta. Tưởng pha đây stream nó phóng một cái choáng là nó bắn 3 phát là teo cua đấy chứ. Mà vẫn sống các bạn ơi. Lên luôn đi cho nó bắn cho nó sướng. Dòng này dừng ơi. Quất con rồng cho nó máu nữa cái nào. Kiếm thêm con rồng cho vào bụng cho nó tiêu hóa một chút chíu cơ nào. Đúng không? Ê trong bụi lùm. Ê chết nè. Thì mình chơi AD các bạn. Thì tốt nhất là các bạn muốn gọi là mạnh ấy thì các bạn phải biết cách giữ khoảng cách giữa mình và tướng tem địch. Cái thứ hai là các bạn phải phán đoán được tình hình. Không biết tem bạn nó núp ở đâu mình có thể gọi là né tránh. Tốt nhất là không lên gọi là lao vào kiểu giống như là không biết trong bụi nó có người hay không ấy. Tại vì không có cắm mắt được, đâm ra thì chả biết như thế nào một lần. Tốt nhất là cứ để cho support hoặc là mấy cái thanh niên gọi là nào tanh tanh ấy đi vào bụi mình kiểm tra cái đã. Để nó đang về các bạn ạ. Cố lấy cái trụ này. Cố lấy cái trụ đó, cứ là đẩy lính lên thôi cho các bạn về thôi. Ô, pháo luôn à? Ê, đi phải trâu sóng lâu thế. Cứu, mày quá, cô ra tới. À đủ. Thế méo nào ra tới mà vẫn chết à? Ôi dồi ôi, anh ra ơi, anh nghỉ đỡ làm cho em chứ. Sao anh lại bỏ mặc em bơ lạc lõng nó phóng cho em một cái em chích mỏe em rồi. Thôi xong. Mày hả bưởi. Con Slim nó dám phóng mình các bạn ạ. Láo nháo thế cơ chứ. Không tin tưởng được. Khốn nạn nó vừa phải thôi. Cứ để cho người ta khốn nạn với. Mày chết nè. Quân tử báo thù 15 chiêu mộng các bạn. Tí nữa mình sẽ ulti vào mặt cho nó một cái. Giờ mình sẽ chạy về nha. Chạy về mình sẽ cứ từ thả thôi. Natalia kìa. Con hàng. Hồn lên, mày hiện hồn lên, mày tao bắn mày chết này. Thôi. Làm gì đây, Arum làm gì đây. Ôi bạn ấy còn là thế chứ. Trận đầu mình á. Xe sai rồi bạn ơi, tóc biến chạy qua tường ngay. Ê, về. Về Enzo, về. Đi về, làm gì vậy. Chơi động xanh, chơi xấu vậy, chơi ăn trụ á. Nó thấy mình mà bạn không sợ à. Mình tưởng nó thấy mình chạy lên một cái nó sợ các bạn. Nó không dám ăn trụ cơ mà nó xem nó thằng nó lì lắm. Em xuống cho bạn nó lì vãi chưởng ra luôn. Thế là nó cứ thế mà nó phàng cái trụ mình thôi. Thế là mất cái trụ luôn. Enzo như cờ được. Ôi. Quay nè tem mình máu ấy nhỉ. Này thì như cờ này. Mà ô. Bể mông. Bể mông luôn rồi còn đâu. Thôi xong. 1-3 hả? Đâu có. 1-3 là hồi nãy thôi. Gặp em 1-3 là 1-4 ngay. 1-3 là 1-3. 1-4 mà. Đúng không? Lại bảo 1-3. Tảo lao mé lao. Cho đấy tem mình vào tem bạn không cấm bay nè các bạn ạ. Tại vì nhiều con phải cấm quá đâm ra tem bạn nó buộc phải nó thả một con. Đấy. Hoặc là nói chung là bay nè cũng không quá đáng sợ như cái phiên bản trước đây nữa. Tại vì bị giảm sức mạnh một chiếu rồi. Nhưng mà cũng rất là khó chịu các bạn ạ. Nó khó chịu lắm, dồn đam rất là mã luôn. Inset về. Ui da không dám inset à. Inset về cho em sẽ ăn máng nó. Chết mày. Trời ơi, tôi đang đẻ. Tôi bắn cái con gọi là Slim Musin mà gì biết đâu. Sao chết vậy? Cái đi nạt đâu ra ta? Mình đang me cái S hàng các bạn ạ. Ôi ơi, chết luôn đi, đau lòng rồi chứ. Buồn thế.
Và đấy mình ham quá các bạn. Mình ham là mình ham cái ăn mạng bị tưởng slim ấy, tại là còn siêu máu, mình bắn siêu bùn một phát là nó chết đi. Đâm ra mình cứ me cho nó chạy nào, mình bắn tiếp khoắn. Ai ngờ đâu bị con gọi là Natalia với cả cửa đến nát nó hùng kích. Nó hôn vào mông, nó thông vào má, nó đá vào người một phát đi luôn các bạn ạ. Thốn quá thốn. Không sao. Quẻ. Chơi không? Natalia gì đi ơi, chơi đó bạn ơi. Chơi nó, wow, mặt mẹ của ta. Mày hả bưởi? Ôi rồi ôi. Nè, bể mông các bạn ạ. Một cái pha chung cuối gọi là em do thêm bạn lại tiếp tục là người lên bảng điểm số. Vâng, tỷ số lên bây giờ đang rất là cao dành cho em con giải hòa do thêm bạn. Natalia nó giữ trụ khỏe lắm các bạn ạ. Ủa, đấy các bạn thấy không? Một đàn lính nó chỉ quăng quăng chiêu 2 và chiêu 1 một cái là xóa sạch, không còn con lính nào luôn. Ê, bất nhây nha, bất phóng nha. Đừng có giỡn. Tao giúp tụi bay một vé RP Enzo. Cái gì vì vậy? Chơi mà chơi RP người ta không cần thì thôi chứ ông. Ai mà kèm, bị đặt giúp, vãi cả giúp ạ. Chơi đánh đối thủ mà chửi đối thủ luôn các bạn ạ. Không. Bây giờ gọi là Pine tem mình nó chơi lớn các bạn. Nó không chửi tem mình nữa mà chửi tem bạn cơ, mới trẻo ạ. Mình thích bạn rồi đấy. Ôi trời. Mày hả bưởi. Ô, trụ còn xíu máu à. Alice Fang ăn luôn rồi còn đâu. Ngoái, tuyệt vời đấy. Bắn được một cái này. Cái con này cái chiêu một của nó ấy, nó ngon hơn cái vị tưởng Elsu, đó chính là khi mà các bạn bắn ấy, nó khởi động chiêu nó rất là nhanh. Nó không giống như Elsu phải ngắm piu. Đấy, còn con này cứ đứng như này, xả một phát là xong. Đúng không? Tuy tầm nó hơi ngắn hơn một chút nhưng mà nó rất là có lợi. Tại vì các bạn cứ bắn bừa bắn đại đi, xả một phát là xong. Chúng thì chúng mà không chúng thì tôi là hàng về. Này sẽ cờ đi nát, hồi nãy bạn ăn tớ đúng không? Cho bạn chết bạn chưa, cho bạn chờ nhá. Nguyễn cung côi luôn, tem mình cũng quéo mất một con, một em các bạn ạ. Một bé luôn. Ồ, mình nè bạn ơi. Mấy bạn không quan tâm gì mình hả? Trời ơi, hư quá, mấy bạn hư quá, không quan tâm gì mình hết trơn. Mình ghét mấy bạn, mình ăn trụ mấy bạn chơi này, đói. Ăn chơi thôi, làm gì đâu căng đúng không? Ăn chơi ăn bời mà vui mà. Chuẩn bị pha vào mông thông vào má nó. Là được là lưỡi do kìa. Hàng về các bạn ơi. Hư nè, thả tin ra. Trời ơi, đầu sân mình đang ăn mạng. Xém nó là ăn được mạng con Enzo rồi. Cái con Arum cho bạn nó còn cắn mình đấy chứ. Trời ơi, kỳ quá à. Bắn chiêu 1 là chết nhắc Enzo rồi. Các bạn dồn combo của vị tưởng dốc cơ thì nó thấy khá là dễ các bạn ạ. Khi mà các bạn núp trong lùm đúng không? Các bạn đi ngang qua, các bạn có một cái nội tại. Các bạn bắn cái nội tại một phát, xong các bạn kích hoạt chiêu 2, bắn thêm một phát nữa bằng nội tại. Tại vì khi mà các bạn kích hoạt chiêu 2 nó sẽ hồi lại nội tại ngay mà luôn cho mình. Bắn thêm một phát nữa cộng chiêu cuối bằng chiêu 1 là xong. Chết nè. Ui giời, xém nó để KS được bùa xanh. Đây rồi, con ạ, à, con hàng đây rồi. Trời ơi, nổ đi rồi, đi về. sướng quá. Bắn, trời ơi, cứ nổ mông nổ đi thế này. Thứ nào chịu nổi. Sướng các bạn ạ, à, sướng. Chơi dốc cơ này sướng ghê các bạn ơi. Chiêu cuối của nó mạnh vãi trưởng. Hồi thì nhanh đấy chứ. Hồi nhanh cực các bạn ạ, chiêu cuối nó hồi nhanh cực kỳ luôn. Chặn đầu nó. Ô, các bạn đã không sẽ... Ê, phóng ghê vậy ba. Đứng lại này, chiêu cuối này nổ. Mày hả bưởi, đuổi. Cái chiêu cuối của nó có 12 giây à các bạn. Nhanh cực kỳ luôn, mà đam nó to. Chiêu 1 cũng to, chiêu cuối cũng to. On luôn hả, on được kiểu gì? On sao được? Xong ấy được, giờ mày ăn tật thần nè. Tật thần, ca sa. Chết mày nè. Tật thần cậu ơi. Ê. Cái đậu xanh cho bạn. Này thì ăn rơi với chúng tôi này. Ai cho ăn rơi mà nó ăn rơi. Chơi nó, quất tà thần. Bắn. Chơi nó. Ủa, đánh con tà thần này lâu thế. Đánh mãi, nó không suy nhê gì hết trơn gì. Sao xàm quá vậy. Mày chết nè. Đâu rồi, con hàng đâu rồi. Oh man. Mày hư nè. Từ từ thôi các bạn cứ từ từ thôi nha. Con dốc cơ này tưởng chất tướng của nó là cấu gì ở mà các bạn. Và thì mình cứ ấy thôi. Bây giờ mình sẽ lên một món gươm sấm sét nữa các bạn. Đánh cho nó tê mông cho nó sướng các bạn ơi.
Được không? Khóa cũng khóa liền. Này, mày háo bưởi này. Ê, điều ơi. Enzo tem bạn là cứ thế. Răng môi lẫn lộn trộn lấy nhau vậy. Mày chết nè. Vô đây. Bơi hết vào đây coi nào. Bơi. Ô, phong lao của Slim kìa. Sợ quá, sợ quá. Sợ quá trời luôn á. Sợ quá trời luôn á. Nội tại này, kích hoạt chúng ai. Nội tại cho hai phát này. Bắn cho một phát chưa một này. Thốn. Anh ơi, anh thốn chưa? Anh phê quá rồi chứ gì. Ô, phóng kìa, phóng kìa, phóng kìa, phóng kìa, phóng kìa. Lao nhào này. Chồng bái. Này, thì Slim hãy xem Slim chết đây. Yeah. Sao mình không bấm được cái gì chiêu cuối này? Cứ bấm chiêu cuối hoài không được cái ta. À, hình như là bị chiêu hai choáng của cái con tường Natalia các bạn ạ. Tại vì mình đang lên giày hôm mét, không phải giày kiên cường. Đâm ra vào đấy mình không xài được cái chiêu cuối. Tại vì mình lên giày hôm mét, chiêu hai của vị tướng Natalia nó choáng ấy các bạn. Mày hả bưởi. Bưởi hết vào đây coi nào. Định mạnh nhờ nó chơ. Ê, tự dừng chết vào đấy nhảm thật. Vào đấy mình nhảy chiêu cuối. Ôi giời ơi, em xin. Ây da, lại bị cái hàng rồi. Không kết lại theo bạn rồi, anh theo mình rồi. Hư nè, hư nè. Các bạn đang xem clip của mình thì để lại cho mình một like và đăng ký kênh và một lượt comment với nhá. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Tem tao ngu vãi. Cái gì vậy trời? Sao mà bạn căng thẳng thế? Đừng cắn. Đừng có đánh đó, đừng có đánh đó. Đúng rồi, trời ơi, tem mình nó khôn quá các bạn ạ. Đừng không đánh cái con kia. Nó mà đánh con đó là mình chết ngoài mình rồi. Hên á, đúng là toàn cao thủ không à. Chơi gọi là cao thủ chơi nó thông minh chứ bộ đúng không? Mày này thì Natalia này hồi nãy đòi ăn tớ đúng không? Vớ vẩn. Ngon ngay. Bắn cho xì cơm luôn. Bắn cho xì cơm luôn. Kìa con hàng kìa. Con hàng kìa. Oh man. Bắn phỏn. Không phải chết à? Ngáo hả? Ai ngáo? Ai ngáo gì? Ui Slim Musin. Ui giời ơi mình xin. Ui giời. Các bạn đánh bằng nội tại một cái thôi. Nó muốn đứt hơi. Giang luôn. Thôi lỡ rồi, ăn luôn cái trụ thắng luôn đi các bạn. 1, 2, 3, 4, 5. Ô. Thắng được rồi đó. Nhưng mà thôi từ từ. Các bạn không còn cơ hội để mà chống cự nữa rồi. Nếu mà pha đấy mà mình đẩy thẳng luôn lúc đầu mình không chạy về là mình thắng luôn đấy. Mà tem này bây giờ thì... Thắng rồi. Đừng đánh chủ đó các bạn, đừng đánh chủ nữa. Thắng rồi còn đâu. Thắng rồi các bạn ơi. Vâng, một trận đấu khá là dễ thở, không quá khó. Mặc dù tem bạn chơi rất hay nhưng mà tem mình rất tiếc. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip của mình. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào sau nhau. Bye bye. Các bạn thấy nội tại của vị tướng trong vô bắn liều. Bắn một phát Slim, úi cung cua luôn. Thôi sao.